Vâng, yêu sai xin kính chào tất cả quý vị khán giả nhé. Tiếp theo anh em lại đang có mặt ở tại nhà chú Hân ở Thanh Hà mọi người nhé. Bây giờ yêu sai cùng với các bạn sẽ vào chiêm ngưỡng khu vườn và một số tác phẩm tại vườn của chú Hân nhé. Đấy. Hôm nọ xuống thì vườn cây này vẫn đang đăng ký ký xong cái tung rồi đấy. Đấy, bác Thăng ngắm cây nào chưa? Cháu chào bác nhá. Hôm nọ cháu hỏi cây này đấy bác. Nhưng mà chú chưa bán, chú phải để chơi. Đấy, một khuôn viên rất sạch mọi người nhá. Đây là bác chủ nhà đây. Ôi cháu chào chú Vân nhá. Đấy, hôm nọ mới làm xong cây tùng đây nhỉ. Cây cao nhất vườn đây. Một tác phẩm tùng kim cương mọi người nhá. Cái này làm hôm đấy thì chắc chỉ tầm lửa tí chiều là xong rồi gì chú nhỉ? Mới xây vào cái bể này à? Không, em đang đặt cái chậu khác em thay rồi. Ừ, cái nhưng mà mới phải thay vào cái này thì không. Cái này nó phải trồng lâu rồi. Cái này hôm nào bác mua ông tượng chưa? Được, mua rồi. Chưa mua được. À, chú Hân này, bác Thăng bác đang thích cây si à? Đấy cây đấy, hôm nọ cho hỏi đấy. Đây các bác chia sẻ một phát một tác phẩm mịn tít sạch sẽ là đồ chơi rất đẹp các bác nhé. Nhưng mà anh về cái chậu là anh chưa đầu tư. Chưa đầu tư chậu mới đôn. Anh phải tại vì anh em mình đã có bộ thân nê rồi, phải có đôi giày lười. Thế là phải chơi bể đá hả anh Đồng? À. Phải chơi bể đá hả? Không phải chơi bể đá mà phải đổ trong tàu vào. Con lê là cứ phải dày lười á. Đây à. Con lê đi chơi thao. Một tác phẩm xanh dáng huyền. Một tác phẩm xanh dáng huyền mọi người nhé. Anh Tiến này, huyền đẹp. Đây một tác phẩm xanh cổ. Con này bẹ đẹp anh ạ. Bẹ đẹp nhuyễn xịn. Một cái xanh nguyên bản mọi người nhé. Sau này nó nuôi được vài cái bài mầm thở ở đây nhỉ. Nói chung là thân này nó hơi cái đấy. Bây giờ phải được nuôi được mầm thở. Thế khả năng phải chiều phải lên luôn anh ạ. Đấy mà khít là phải chiều phải lên, nghe khít là phải lên luôn. Biết là nó lên dạ. Bao tiền. Cái mặt bên này nhìn cũng rất là phê ấy, mọi người nhé. Đây. Dễ bắt đầu đã lu rồi mọi người này. Mẹ đẹp rồi. Hôm nọ vào là chú đang làm cái này dở. Đấy. Em uống rượu ở đây làm cái này. Cái đấy làm trước, nó cũng đang vào làm cái này này. Uống rượu xong nó đi về bảo là sẽ anh Đại vào sang đấy anh chú Hân vào sang bên này. Đấy, một tác phẩm hoa giấy. Hoa giấy này, hoa giấy Mỹ chứ anh nhỉ. Cái này thôi không phải chơi đào nữa chú nhỉ. Làm à không, đang đúng. Cái hộp lò qua hôm kia thì hơn. À cái này còn đồ. Cái này thì hoa hoa quanh năm. Đào hoa quanh năm. Dòng này dòng sai hoa mà dòng này làm bonsai dễ hơn dòng kia ấy. Dòng này được cái thân bẹ mọi người nhé. Dòng giấy Mỹ này làm bonsai và làm cái phần thân bẹ nhìn nó rất là đẹp. Quái cây. Tiến thấy cây si của Tiến là thế nào? Đẹp như cái này đẹp nhé. Khác nhiều. Ngày xưa nó ôm cả viên đá to xong nó đập ra. Cái ông đục ra rồi tôi lại phải bỏ vào này. Cây chi phải có đá nó. Không, nó viên đá nó xấu, viên đá nó trơn. Đây tôi lại lấy cái khoan bê tông nha. Nhưng mà lâu rồi, mấy năm rồi thì chú nhỉ? Chắc phải mấy năm rồi. Ở nhà Tiến không biết nhưng mà về cái nhà Hậu thì... Si Hồng. Lá đồng tiền đấy. Hồng nhạt. Đúng không? Một tác phẩm si cổ, ký sỉ. Nhưng si này vẫn xỉ vẫn hợp hơn anh nhỉ? Xỉ vẫn hợp. Xỉ chơi si thì phải xỉ với hợp.
Đây này, ngày xưa cả viên đá trong này nó trơn tuột. Tôi thấy là gọi là có phần đá, đá chứ mà gì à? Đá. Đá thì đục được. Đây là anh Tiến là. Nếu mà về đấy mà nếu mà đẹp đục ra thì không bao giờ có đâu. Thế mà tí đẹp không? Vừa ấm, trông ấm. Tiến đục ra lại hỏng thì không. Một tác phẩm si này. Trước có xấu à? Xấu viên đá to thô. Đây là một cái tác phẩm si cổ nguyên bản này. Cây một cái cây si trông rất là dị mọi người. Có quả đứng rễ này. Đứng cong. Cổ xịn mịn mọi người, già, nói chung cây này nó là cây già rồi. Úi, già khô đét, tưởng là nếu mà các bác không nhìn tưởng là cây già, tưởng chết toay rồi. Rất dị cây mọi người nhé. Ngoài ra này có một tác phẩm xanh quê này. Đây cũng là một tác phẩm xanh nhé. Tác phẩm xanh, các bác xem tác phẩm xanh bo đá này. Cho một tí nước lên nhé. Ui, cây này mà cho nước lên trông nó còn đẹp lưỡi mọi người. Đồ già nhìn nó vẫn phê. Những cái phần rễ đã hóa hết rồi các bác nhé, những phần rễ này. Phần rễ hóa thân hết rồi. Quá là già luôn. Đây có một tác phẩm dành rất là già này. Nguyên cái chậu ký rêu luôn. Cái này già nhá anh Tiến nhỉ? Già. Cái này nhìn rất là dị quá anh cây. Yeah. Đúng không? Con này chính là chơi con này nó đẹp nhỉ. Giống này. Khô rét này. Chú sáng này. Không phải nó già nguyên bản mà đồ nó có cái led chơi rất là quái dị. Tí anh Tiến hỏi em bao tiền. Đây là vừa mới ký xong mọi người nhé. Đấy, thì... Đây nó ghép làm biển. Ông ấy mua trên mạng 10 triệu. Đây là đấy. Đấy. Muốn giữ lại để giao lưu về Bắc Linh. Đấy, anh em xuống chú cứ chú xem giá có hợp lý đi để chú sáng cho về Bắc Linh chơi. Đấy. Không cứ đọc đi. Thì chú đọc xem nào. Đấy các bạn nhé. Hôm nào chú lên chú về Bắc Ninh thì lại lấy cây Bắc Ninh ở đây. Dễ lắm. Đây tác phẩm gì? Xem cái giá thiện chí để giao lưu lần sau chúng cháu lại gần nhau hơn anh em. Đấy. Nhiều cũng có không nhớ. Chủ nhà đang suy nghĩ. Đi giao lưu luôn, sáng xong hôm nào về về Bắc Ninh chơi vào nhà anh thế là thích cái nào về cái đây luôn. Có vừa không? Vừa chứ sao chả vừa. Có vừa thì em nhổ ra. Hơi vừa đấy. Không vấn đề gì. Vấn đề. Bọc ni lông cho nặng nặng nước chấm đã chuẩn bị rồi. Quan trọng là lòng ở đâu thôi. Không quan trọng. Đây anh em tác phẩm si. Cứ có giá đâu. Vừa không vừa không quan trọng. Giấy cho anh em chuyển nhượng cho nhau. Nhau. Hôm nay Khả Lăng lại có bắt tay rồi các bác nhé. Đấy. Người mua đã rất là máu giếng rồi. Chủ nhà lại sợ chạy xa này chứ. Để chú ấy, mấy khi các chú xuống đây chơi chú. Không có duyên thì nó lại như thế. Anh em mình chơi cây cái này.
sáng đây anh là người chơi nhá, không phải là giao buôn bán gì. Ôi chú Hân chú xem nào thì nhượng lại chú sáng chơi chứ không phải buôn bán gì đấy, gọi tình cảm đi để cho kết nối chú ạ. Đọc luôn đi được. Đọc cái xem được cái còn để chú ấy ấy. Cho cái giá đi. Gì? Đấy. Cứ phải lóng sốt luôn nhá. Đi mua đâu nhé, bà bác Khánh này có đồ mua cực dễ luôn. Ôi giời anh thì nó dễ. Tính anh em hiểu mà. Anh đi mua với anh. Mà bác anh. Mua chỉ 5 phút. Chú cho anh hai cái giá, một cái này 100, một cái này. Ví dụ là cả đôi là bao nhiêu, một cây là bao nhiêu thì chẳng hạn thế. Bây giờ có nghĩa là cái yêu thương nhất của anh em. Đặt tên cho em. Cây này để cho anh phải 50. Rồi, ngon. Cây này 80. Cũng tương đối giá cũng rất là êm đấy các bác nhé, rất hợp lý. Bây giờ như thế này nhá. Giao lưu cho anh. Bây giờ như thế này nhá. Từ trước này em không. Bây giờ có tất cả anh em bên này. Đấy. Hai cây này thì trước mắt là hôm nay xuống chú Khánh mới thì chúng chú anh em như này thì đầu tiên là cái tình cảm với đã, thứ hai là ngắm cây, thứ ba nữa là có yêu hai cây lại thì bây giờ thế này, không cũng không phải là bằng cả cho chú đâu, nhưng một đôi này anh đưa chú 100. Nào chú ơi. Thôi chú ơi, bây giờ cái là không quan trọng, không phải đây anh nói thật, không phải nhưng mà em nói thật anh thế này này. Đấy là anh xuống như em mới để ra bán này chứ còn gì. Có để cho chú ơi, chú cũng là cái người tiên phong phong trào trên đấy chú ạ. Anh cũng là người chơi thôi. Anh cũng là người chơi chú. Chú biết cái chân anh ơi. Mười mấy năm còn chưa chơi. Anh cũng là người chơi thôi thì bây giờ là người chơi. Em có đôi xanh này mà cái thằng Lâm Đình nó ra nó em phải đá cho nó một cây chứ cô cùng nó đè lốt lên lên lốt thì em không bán nữa. Hôm nay anh nói đấy. Đông Bình cả nhưng mà thôi cái đây hôm nay đi thì xuống thế này thì đầu tiên anh em nó làm cái duyên là gặp được nhau. Anh ơi. Là một bên 120, 100 đúng không anh? 130. Thế là 80, 50, 130. Thôi bây giờ như này nhé, cháu thì góp ý kiến này. Anh dám. Đây là em. Anh dám. Không, không bây giờ. Bắt tay đi, cho nó được. Em bảo anh xuống. Được rồi, bây giờ như thế này, tôi anh gửi cho chú 10 triệu đó. Ok. Thôi chú Hân ơi, nào. Vào vào đây chú ơi. Đây rồi. Ôi. Đâu rồi chú ơi, vào đây cháu làm cái ảnh đi. Thật vai rồi. Đây chú Sáng và chú Hân đứng giữa đi. Đây chú ơi, chú Sáng chú Hân đứng bên này đi. Anh là người chơi cây đây. À chú Sáng đứng bên này. Mấy năm anh còn chưa giao lưu này. Số tây hoa phải có tí quà anh nhỉ. Rồi. Những cái này em nói thật anh. Nào có chú nhìn đây cái nhá nào. 1 2 3. Ủa chú Sáng mua được cây tươi lên chứ nào. Tuyệt vời mọi anh nhá. Quá tuyệt vời các bạn. Bắt được hai cây xịn mịn như này. Đấy. Có em là cũng có quà mang về. Nếu được các chú buôn nữa lại một khác anh ạ. Đúng rồi. Chết với chú Sáng rồi. Nếu buôn thì mình lại bán ở cái giá khác. Cái giá như này nói thật là anh là rất hai cây này anh có quà mang về. Gần chuyến năm rồi. Con này đẹp anh. Con nào cũng đẹp. Hôm nay thì xuống em cho lên. Nhìn cái hai cây. Mê vào cái cây này không nghĩ rằng hôm sau ngoài mai chú có bán đâu. Thế vừa tuần trước nó xuống đây. Cái này thay chậu khác nó khác ngay. Cậu vài chỗ đây là em hỏi con này hôm cách một tuần xuống đây em ở đây mà. Sáng ơi, con này anh có về anh cứ lên em kia nghe cái bẻ đá em lại mua bao nhiêu em lại để cho anh bấy nhiêu với cái bẻ đá đấy. 48 74 một lần để mang về cái. Ui giời, hai cái này lên chấm dứt luôn cho hai cái bẻ đá này giá luôn đi chơi rồi cái này đi chơi còn nếu như cái này ấy về thì bác lại sang siêu cho em cái này em lấy cái này cho thích hai cây này mất cây với anh Đồng bởi vì nó vừa cái bẻ đá cái anh ở nhà mà cái này là của bà nội anh ấy. Cây này bác Thăng nhỉ? Cây này khả năng và chú Sáng lại phải để bác Thăng. Cây này chắc là anh Đồng lấy, chú Sáng khả năng lại không cây nào. Tuyệt vời mọi người, hôm nay đã có hai cái giao dịch rất là đẹp, hai cái tác phẩm. Hôm nay là chú là được yêu ái đấy. Cái gì nó mịn. Giả lắm. Tuyệt vời. Thế là có đồ mang về rồi. Nhất là chú. Thực ra là tuyệt vời. Sáng thì cho mua vui chú. Không phải anh em nó có duyên. Thật ra nếu không có duyên thì không thể đến được. Chú Sáng ạ.
chú sáng con này mà không 25 triệu mua làm sao ở ngoài được. Chắc cháu đi mua cho mua luôn. Xong chưa? Cháu mua luôn thì cháu không bắt tay. Cảm ơn các bác nhé, em sai kết thúc video ở đây.